Chào các bạn, trên tay mình đang là sản phẩm Movistar Rim X1, một sản phẩm mới của Movistar dành cho thị trường Việt Nam. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách là hand reset thiết bị này, nghĩa là chạy lại chương trình bằng các phím cứng, nguồn tăng giảm lượng. Thì khi mà các bạn gặp tình trạng là nếu mà chúng ta đặt mật khẩu màn hình mà chúng ta quên cái mật khẩu màn hình, thì lúc đó hiện tại là chúng ta sẽ sử dụng cái cách này để chạy lại chương trình cho thiết bị. Thì đó, với cách này sẽ làm cho tất cả dữ liệu trên máy mình sẽ bị mất hết các bạn nha. Để nên lưu ý giúp mình vấn đề này. Rồi để thực hiện cái cách hand reset trên dòng điện thoại này thì các bạn đầu tiên nhấn giữ với mình cái phím nguồn. Rồi chọn tắt nguồn với mình. Ok. Rồi bây giờ các bạn đợi máy nó tắt nguồn hẳn. Thì đồng thời là máy nó sẽ rung lên, nó báo hiệu là chúng ta đã tắt nguồn hẳn các bạn nha. Khi máy tắt nguồn hẳn rồi, chúng ta sẽ nhấn giữ đồng thời hai phím nguồn tăng âm lượng, nguồn tăng này. Nhấn giữ hai phím nguồn cộng tăng âm lượng cùng một lúc. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấn giữ nguồn khoảng là 1 đến 2 giây, thì sau đó phím tăng âm lượng. Mình sẽ nhấn cho các bạn sẽ thấy nha. Nguồn trước nè. 1, 2, tăng âm lượng. Rồi, đến khi nào máy xuất hiện logo Android Marshmallow thì chúng ta thả tay ra. Rồi, khi máy nó sẽ tắt cái màn hình đi. Rồi các bạn đợi một tí. Rồi khi mà máy nó sẽ tắt màn hình rồi, nó sẽ hiện lên cái biểu tượng con Android nằm ngửa này. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ thao tác giúp mình là các bạn tiếp tục nhấn giữ phím nguồn, rồi sau đó bấm phím tăng âm lượng một lần, nguồn rồi cộng tăng âm lượng một lần. Rồi mình thử cho các bạn luôn nha. Nguồn, tăng âm lượng. Rồi vậy là máy sẽ vào chế độ là Android Recovery. Rồi thì ở trên cái chế độ này thì rất là đơn giản thôi, thì các bạn sẽ thao tác giúp mình bằng cách là bấm phím giảm lượng, chọn xuống cái mục Quiet Data Set Factory Reset. Đây là cái mục mà chúng ta cần vào. Các bạn sẽ thấy cái mục này các bạn nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm giữ phím nguồn một lần để vào chế độ Recovery. Sau đó bấm phím giảm lượng, chọn mục Yes Delete on User Data nguồn để xác nhận. Rồi máy nó bắt đầu xóa dữ liệu. Rồi khi xóa thành công thì chúng ta chọn phím nguồn, chọn Reboot System Now để khởi động lại. Rồi bây giờ máy nó xuất hiện lên cái biểu tượng Android Marshmallow và bắt đầu khởi động lại, thì các bạn đợi trong giây lát. Bây giờ là chúng ta đã thực hiện thành công cái việc là xóa xác minh sản phẩm này là hand reset rồi. Bây giờ chỉ cần thiết lập lại ban đầu cho máy là được. Rồi bây giờ máy chúng ta đã chạy xong rồi, chúng ta thiết lập lại ban đầu cho máy là được. Bấm vào mũi tên. Rồi tiếp tục các bạn chọn bỏ qua. Bỏ qua phần bỏ qua giúp mình. Rồi tới đây thì chúng ta bấm tiếp theo. Tiếp theo. Không cảm ơn. Bỏ qua. Phần bỏ qua. Tiếp theo. Rồi bây giờ là chúng ta đã thực hiện thành công cái việc hand reset thiết bị Movistar Rim X1, một cái sản phẩm mới của Movistar dành cho thị trường Việt Nam. Đây là cái dòng sản phẩm. Rồi nếu các bạn có gì thắc mắc có thể là comment dưới video clip, mình sẽ cố gắng trả lời các bạn sớm nhất. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video clip.